Rồi chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cái máy cạo râu nha. Máy cạo râu Alex MN585 nha. Máy cạo râu Alex các bạn. Đây là máy cạo râu tự làm mài lưỡi luôn nha mà. Vừa cạo mà vừa làm mài lưỡi luôn. Được đánh giá rất là nhiều ở trên mấy cái sàn thương mại điện tử đó. Nên hôm nay mình đã mua một cái máy là mình sẽ review cho các bạn xem á. Khi mình mua nó được tặng thêm hai lưỡi nữa các bạn, hai lưỡi dao cạo để xay cua. Lưỡi này vào tháng một năm á, một tháng một năm mình dùng khoảng một năm thì mình có thể thay được nha. Chắc hướng dẫn sử dụng. Đây cái dao cạo râu đây. Đây là cái cắm sạc đuôi TPC. Cái này là cái cọ cọ vệ sinh. Đây các bạn. Đây cái đầu dao cạo nữa các nè, helet, helet. Cắm sạc TPC đây nè các bạn. Cắm sạc này, nguồn 5V. Bây giờ mình sẽ bật ra nha. Đó, nó kêu các bạn. Rất là mạnh nha. Rất là mạnh. Cái phương tiện sử dụng. Này mình thấy đánh giá trên mấy sàn bán hàng á, với trên Shopee hoặc là TikTok các bạn. Thấy là giới thiệu rất nhiều cái sản phẩm này. LSM MN tá 585 nha các bạn. LSM MN 585. Rồi cảm ơn các bạn theo video nha. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.